Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người cái thamer của Omron, là cái dòng thamer mới H5CC A, nó thay thế cho cái dòng H5C A gạch N xưa đã ngừng sản xuất rồi ha. Thì đây là cái dòng thamer mới nhất của Omron. Nhìn mọi người xem. Thì con này nó có kích thước là 48 x 48 mọi người nha. 48 x 48 vuông. Rồi, về nói về tính năng thì con này nó sẽ đo được tổng cái thời gian, nó có thể đo được là 999.999. Ở đây nó có ghi nè, 999.999 giờ ha, thời gian tối đa nó có thể đo được. Thì con này nó có cái nguồn cấp là từ 100 đến 240 VAC, tải thì nó chịu được 5A ở 250V mọi người nha. Là cái sơ đồ thì nó cũng không khác gì lắm so với coi như là nó hoàn toàn tương thích với lại con H5 A gạch N ngày xưa. Ở đây mình có một cái switch này để khóa bàn phím. Ở phía trước này thì nói về cái cách cài đặt thì nó cũng tương đối giống nhau thôi, nó khác một số chỗ ở cái thao tác, còn về tính năng thì cũng giống nhau ha. Nó có thêm cái phần đó là để dự báo cái thời gian mà mình thay bảo trì thay thế thì nó tiện lợi hơn ha. Khi mà mình cài đặt cái giá trị cái thời gian mà mình cần phải bảo trì thì nó sẽ hiển thị trên đây, thì ở đây nó báo cái lỗi là hiển thị là bảo trì trên đây. Ok, thì mình sẽ đi tiến hành mình đấu dây ha. Dây thì mình đã đấu sẵn rồi, mình sẽ nói sơ cho các bạn xem. Thì dây nguồn mình sẽ đấu cho chân số 1 và chân số 2. Chân 1 và chân số 2. Ngõ ra thì mình có chân số 3, số 4 và số 5. Số 3 là chân chung. Số 3 với số 5 là thường đóng, số 3 với số 4 là thường thở ha. Còn kích đó thì mình sẽ có chân 6 là chân chung. Chân 6 là chân chung. Nha, chân gate mình đấu cho chân số 9. Chân signal thì mình đấu chân số 8, reset thì mình đấu chân số 7. Nó hoàn toàn tương thích với con H5 Shift A gạch N ngày xưa mình ha, sơ đồ chân như nhau thôi. Rồi, bây giờ mình đi vào cài đặt bên trong ha. Cái video này khá là dài nên mình sẽ chia làm nhiều video nhỏ. À, để mình cài đặt gần như là toàn bộ tính năng của con này luôn. Đây mình đấu dây sẵn rồi mọi người nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắm nguồn. Thì để cài đặt á, thì mình sẽ nhấn nhấn phím tính từ từ phải qua trái ha. Ở đây nó cũng có ghi nè, phím mode nè, bao gồm là phím này, phím 1 và phím 3. Thì mình có thể nhấn ở dưới này là down, ở trên là up, ở dưới là trừ, trên là cộng đó. Thì mình có thể nhấn ở trên ở dưới gì cũng được ha, cộng trừ gì cũng được. Thì mình sẽ nhấn và giữ luôn, nhấn và giữ hai phím này, 1 và 3. Mình nhấn ở dưới cho dễ nhìn ha. Rồi ở đây mình sẽ có cái chọn gì, cái thang thời gian, cái thang thời gian ở đây nó là giây, ở đây nó là giây mọi người nha. Vậy ha, thí dụ như mình nhấn cộng một trừ được cũng được ha, nhấn phím thứ nhất nó sẽ chuyển ha. Để mình zoom nó lên làm sao cho nó dễ nhìn hơn xíu nha. Đây mình xíu nha, mình chỉnh lại cái camera để cho nó dễ nhìn hơn. Rồi, đây là dây ha, mình nhấn đây. Đây là dây mà nó có cái số lẻ phía sau, một số lẻ phía sau. Dây có hai số lẻ phía sau. Dây có ba số lẻ ha. Ví dụ ha, mình ví dụ thử cho mọi người xem ha. Để thoát ra thì mình nhấn phím 1 và phím 3 luôn. Dây nó có ba số lẻ ha, cái này mình đang set là 0,01 giây. Thì nó rất là nhanh, mình không thể nằm quan sát được ha. Mình sẽ thử. Đây là 10 giây nè. Đây là nha, mình xếp 10 giây ha. Mình xếp 10 giây. Đây là 10 giây ha. 10 giây lẻ 0,01 giây ha. 10 giây lẻ 0,1 giây. Ok ha. Bây giờ mình nhấn Start thử nha. Cho ta thử cho mọi người xem ha. Ở phần phía trên hiển thị nè, giá trị hiện tại nè, cũng sẽ là lẻ ba số ha. Ở dưới mình cài đặt lẻ ba số thì trên sẽ cũng cài đặt, nó cũng sẽ là lẻ ba số. Khi mà nó đặt ở giá trị màu trắng, đặt giá trị màu xanh này thì nó sẽ đèn nó sẽ sáng ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục mình cài đặt ha. Reset đặt. Reset có thể ở đây phím này cũng có là phím reset mọi người ha. Mình thấy nhấn trên đó hoặc là mình đấu dây ra ngoài, như nãy mình đã coi đó. Thì nếu mà đấu dây ra ngoài thì nãy mình sẽ đấu là chân số 6 và chân số 7. Kích chân số 6 số 7 nó sẽ reset ha. Rồi. Đây là đơn vị thôi. Giờ đơn vị giờ, giờ lẽ có một số lẻ, đơn vị giờ và phút ha. Phía trước là giờ, phía sau là phút. Ví dụ mình chạy trước là 2 giờ, chạy 2 tiếng đồng hồ, chạy 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng 15 phút thì 15 phút mình chạy phía sau 2 tiếng 15 phút. Đây là đơn vị là phút, phút có một số lẻ đây ha, giờ, phút và giây, ba đơn vị thời gian luôn. Rồi đó là nói về cái thông số này mình sẽ cài đặt là cái đơn vị đo của thời gian. Rồi mình sẽ tiếp tục nha. Ở cái này mình sẽ đếm tăng hay đếm giảm, mình cài đặt là đếm tăng hay đếm giảm. Thông số này là mình cài đặt cái mode ngõ ra của nó. Ngõ ra nó là mode gì?
mod A, mod B hay mod gì đó thì từ từ video sau mình sẽ làm đầy đủ luôn, mình sẽ làm đầy đủ các mod ra của nó luôn. Này mình đi về các để cách cài đặt thôi, còn nó còn cái từng cái mod nó sẽ hoạt động như thế nào thì video sau mình sẽ làm tiếp, nó rất là dài. Cái này là mình sẽ cài cái loại của ra, thí dụ như đạt đủ thời gian là nó đóng luôn, đóng mà nó giữ cái tiếp điểm nó luôn, đàn hàng nó đóng mà nó giữ tiếp điểm nó luôn. Rồi hoặc là mình có thể chọn one shot, one shot thì mình sẽ cài là thí dụ như mình tên ha, nên là 0,1 giây, 0,01 giây ha, 0,01 giây. Rồi mình có thể cài lên, cài mình cài one shot, thí dụ mình muốn nó 1 giây thì nó giữ như 1 giây nó sẽ ngã ra, đó là one shot. Ở đây one shot này nó mặc định nó là 0,01 giây, rất là nhỏ mọi người ha. Rồi mình cho nó về hold đi, là giữ luôn, hold là giữ luôn, nghĩa là khi mà đủ thời gian thì nó sẽ giữ luôn cái tiếp điểm đó luôn. Rồi cái này á là cái độ rộng, cái độ khoảng cái khoảng thời gian mà cần phải cái input á, cái giá trị của nó phải giữ. Ví dụ như này á là khi mà input nó phải kích trong khoảng thời gian là 20 giây, tối thiểu là 20 mili giây, xin lỗi, tối thiểu là 20 mili giây thì nó bắt đầu nó tính là một lần kích ha. Dù là tín hiệu input nè, reset hoặc là get thì nó phải đạt được cái giá trị là giữ trong khoảng thời gian là 20 mili giây thì nó mới tính đó là một lần kích. Dưới khoảng thời gian này thì nó sẽ không không tính là lần kích mọi người nhé. Giá trị này mình cũng có thể thay thế được luôn, cũng có thể cài đặt được luôn. Còn này á, cái loại ngõ vào của nó mình nó input đó, là cái NBN hoặc là BNB. Đây là cái khoảng thời gian tối đa của nó. Ở đây mình có thể set ha, mình có thể cài đặt lại ha, tối đa là 999.999. Đơn vị thì giây hay giờ vậy thì mình có thể chỉnh nha. Còn ở đây là mặc định của nó là như vậy. Ở đây các mod khóa bàn phím, mình khóa bàn phím cho người khác không thao tác được trên cái bàn phím này, để cho công nhân vô tình hoặc là nhiều lúc cũng cố tình thao tác trên đây thì nó sẽ gây đến cái là lỗi cài đặt ha, hoặc là mình nó không chạy đúng được cái yêu cầu của mình. Và đây là các mod khóa bàn phím, mình cũng sẽ làm một cái video về khóa bàn phím luôn. Cái ngõ ra của nó như hồi nãy mình có nói ha. Đây là cái cài đặt ngõ ra nè, mọi người xem xíu nha. Hai ngõ ra ha, chân 3 chân 5 là thường đóng, chân 3 chân 4 là thường hở ha. Còn khi mình đây là bình thường nó sẽ là thường hở, mình có thể cài đặt thường đóng luôn, có nghĩa là khi mà cấp nguồn lên là chân 3 và chân 4 nó đóng ngay lập tức, 3 4 đóng ngay lập tức ha, nó là tùy mình cài đặt thôi. Thì mình có thể thay đổi ở cái thông số này, cái này là trạng thái ngõ ra ha. Còn này là cái đèn hiển thị, mình muốn tắt đèn để tiết kiệm điện hay gì đó thì mình có thể cài đặt cái phần này. Mình nghĩ chắc cũng không cần đâu ha, nhiều lúc mình xài trong để trong tủ hay là trong cái góc gì đó mình không cần phải quan sát, thì mình tắt để tiết kiệm điện và để bảo vệ màn hình thì tùy theo mọi người thôi. Còn cái này á, cái này mới hay nè, đây là cái tính năng mà H5 CX cạnh A cạnh N nó không có. Cái này là cái tính năng mà để dự báo cái bình bảo trì số lần nó ra, thí dụ như cái này, thí dụ mình nó tác động cái này giá trị này mình sẽ nhân lên 1.000 mọi người nha. Mặc định của nó đang đây, ở đây là mình là 100 100 nhân cho 1.000 là 100.000, 100.000. Mình có thể cài đặt cái trị này ha, nó chạy từ 0 cho đến 999, 0 đến 999 nha. Nhân cho 1.000 mọi người nha, tối đa của nó là 999.000, 999.000 lần nó ra. Nó ra nó tác động đúng cái số lượng mình cài đặt đây. Ví dụ bên đây là 100 nè, nhân cho 1.000 là 100.000. Thí dụ mình nó ra được, nó tác động 100.000 lần thì nó sẽ hiển thị đây là cái chữ cảnh báo là thay thế ha. Rồi, để mình tiến hành bảo trì hay gì đó. Rồi, tiếp theo ha. Cái này là nó xíu đếm số lần nó ra thì giá trị này nó cũng nhân cho 1.000 lần luôn, nên nó cũng nhân cho 1.000 lần luôn ha. Giá trị cài đặt cũng nhân cho 1.000 mà giá trị hiện tại ha, nó đếm được bao nhiêu lần nó đã tác động được bao nhiêu lần, nó cũng nhân cho 1.000 luôn, 1.000 lần nó mới hiển thị lên mọi người nha. Rồi cái chỗ này là cái cũng là dự đoán bảo trì nhưng mà theo thời gian là năm, ở đây đang mặc định nó là 10 năm, 10 năm ha. Mình có thể cài tối đa của nó là 99,95, từ 05 cho đến 109, từ 05 cho đến 99,95 ha. Mình có hai hình thức bảo trì, dự đoán bảo trì. Có một là theo số lần nó ra nó tác động được bao nhiêu lần rồi, và hai là một hình thức nó ra khác, là một cái hình thức bảo trì khác là tính theo thời gian sử dụng. Ở đây đơn vị tính là năm. Cái thông số này nó nói lên cái chuyện là cái timer này đã sử dụng được bao nhiêu năm. Cái giá trị này không xét ha, chỉ xem thôi. Còn này là cái phần mềm, cái software version á, cũng cũng chỉ để xem thôi, không không có, đây là version 1.0 ví dụ là vậy. Rồi ha, vậy là mình đã nói gì xong về cái phần giới thiệu tổng quan gì cái các thông số bên trong cái con H5 CX
CGA của Omron. Thì ở video sau mình sẽ cài đặt về cái các loại ngẫu ra. Ok mọi người ha, thì nhớ đăng ký kênh của mình để xem tiếp các cài đặt của Omron cũng như là cái con H5 CGA này. Ok, cảm ơn mọi người.